Vào khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 3, trên tuyến quốc lộ 91B thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Xe máy mang biển kiểm soát 65D1-04124 do anh Võ Văn Cuộc, 34 tuổi, điều khiển hướng từ Cần Thơ, An Giang. Khi vừa qua cầu Bà Bộ thuộc phường Long Hòa thì xảy ra va chạm với xe container mang biển kiểm soát 15C-25458 đi cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển xe chạy cách hiện trường khoảng 200m mới dừng lại. Do đây là tuyến quốc lộ có đông phương tiện qua lại, tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên đã gây ùn tắc kéo dài.